Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ một ít kiến thức cơ bản của mình cho những anh em mới bắt đầu tập chơi hoặc là chuẩn bị vào con đường đam mê thủy sinh này. Thì trong cái video này mình sẽ nói xoay quanh những cái vấn đề mà mình chọn mua những cái trang thiết bị hoặc là những cái phụ kiện để có thể set up một cái hồ thủy sinh hoàn chỉnh, chơi lâu dài mà lại hợp túi tiền, không bị hớ giá hoặc là chọn sai. Thì đầu tiên anh em sẽ phải chọn mua một cái hồ kiến. Thì ở đây mình có một cái hồ dấu keo ngoài vi tính đó. Thì anh em mới bắt đầu tập chơi á, thì nên chọn mua cho mình những cái loại hồ như thế này thì nó sẽ chơi rất là bền và thẩm mỹ. Anh em hạn chế mua những cái hồ ở ngoài tiệm cá hoặc là những chỗ dán bẫy kiến, thì những cái hồ đó họ thường sẽ làm kính rất là mỏng và sẽ không an toàn cho những anh em mới tập chơi. Và cái giá của cái hồ kính dán dấu keo mà vi tính này thì nó cũng dao động tầm khoảng 200.000 đến 2 triệu tùy theo kích thước mà anh em chọn. Kế tiếp là chọn mua đèn. Thì cái công dụng của đèn thủy sinh là gì, mình sẽ nói ngắn gọn cho anh em dễ hiểu hơn. Thì cái công dụng của đèn thủy sinh sẽ giúp cho cây quang học phát triển tốt hơn, có màu đẹp mắt hơn. Và một số thương hiệu được anh em thủy sinh sử dụng khá là nhiều đó chính là đèn Odyssey, G-Heroes và Aqua Unit. Ở đây mình đang sử dụng một cái đèn LL. Thì cái loại đèn này của anh em Việt Nam mình chế và sử dụng khá là ok. Thì mình sẽ review cái cây đàn này ở một cái video khác, thì anh em có gì theo dõi và tham khảo nha. Và việc tiếp theo là chọn mua phân nền. Vậy phân nền thủy sinh là gì? Phân nền thủy sinh rất là quan trọng. Nó cung cấp dưỡng chất cho cây cối trong hồ, tạo vi sinh ổn định và quản lý môi trường nước cho cá cảnh, tép cảnh và cây thủy sinh. Và trước mắt anh em là một bao phân nền từng chân soi. Thì cái thương hiệu này cũng khá là ok. Mình trong thời gian vừa qua mình có sử dụng cái loại này thì mình thấy là cây có phát triển khá là ổn định và cái độ pH cũng vừa phải, rất phù hợp cho anh em chơi thủy sinh. Trên thị trường cũng khá là nhiều các thương hiệu nổi tiếng về phân nền công nghiệp như thế này, như là ADA, Get, Control Soil, Custom Soil, Master Soil. Và một loại phân nền chọn mà được những anh em chơi hồ như là hồ Hà Lan sử dụng cũng khá là nhiều. Nhưng mà đối với những anh em mới tập chơi thì mình khuyên anh em không nên sử dụng cái loại nền chọn này vì khá là khó kiểm soát cái mức độ nguy hại của nó. Thì ở đây mình khuyên anh em sử dụng những cái phân nền công nghiệp thì nó sẽ dễ quản lý cái môi trường nước của mình hơn. Và sau khi anh em đã chọn mua được hồ, đèn và phân nền thì tiếp đó anh em sẽ cần phải chọn mua một cái lọc. Thì ở đây mình đang sử dụng là một cái lọc chế. Lọc chế này của anh Cát Phong. Thì cái phiên bản là phiên bản mới nhất của anh. Mình đã sử dụng khá là lâu rồi. Thì cái phiên bản lọc chế này mình thấy sử dụng khá là hiệu quả. Còn nếu mà anh em có điều kiện á, mình có thể mua những cái lọc hãng như là của Atman hoặc là Ehem, và nó cũng có nhiều cái thông số để anh em có thể chọn lựa phù hợp với cái kích thước của hồ. Đối với cái lọc chế này thì mình sẽ có một cái video để review chi tiết hơn. Và cái công dụng của lọc thủy sinh là gì, nói ngắn gọn cho anh em dễ hiểu là lọc thủy sinh công dụng của nó sẽ là tạo vi sinh cho hồ ổn định và lọc ớt những cái chất cặn thải làm cho nước trong sạch hơn. Hệ thống lọc hoàn chỉnh thì anh em không thể thiếu
là việc chọn mua vật liệu lọc. Mình sẽ chỉ cho anh em một số vật liệu lọc khá là hiệu quả nhưng mà giá thành cũng khá là bình dân, như là đá làm vũ, hoặc là anh em nào có điều kiện thì nên đầu tư cho mình những vật liệu lọc cao cấp như là magic, sức chát đó. Chứ cái lọc như thế này nó không thể mà một mình có thể làm sạch cái hồ thủy sinh của anh em, nó phải đi qua một lớp vật liệu lọc và bom để có thể khử những cái cặn và bụi bẩn ở trong hồ, giúp cho hồ sạch sẽ hơn. Và tiếp theo là cái việc chọn mua bình CO2. Đối với những anh em mới chơi hoặc bắt đầu chuẩn bị một con đường thủy sinh thì mình khuyên anh em nên chọn mua và đầu tư một cái bình CO2 để có thể sử dụng được lâu dài. Thì đối với những anh em mới chơi, mình tin chắc là anh em cũng rất muốn đã có được một cái hồ thủy sinh xanh mướt và cây có phát triển. Vậy ở đây công dụng của CO2 là gì? Thì nó ngắn gọn cho anh em dễ hiểu. Công dụng của CO2 là giúp cho cây quang hợp phát triển tốt hơn và cây cối xanh mướt hơn. Đối với những anh em nào mà không đầu tư bình CO2 thì mình vẫn có thể chơi được thủy sinh bình thường. Nhưng mà khi mình có đèn, có dinh dưỡng thì cây cối trong hồ chỉ gọi là ăn no mặc ấm. Còn khi anh em bổ sung thêm CO2 thì nó sẽ giúp cho cây thủy sinh gọi là ăn ngon mặc đẹp, phát triển tốt hơn và xanh tốt hơn. Vậy anh em mới chơi đừng nên chần chừ mà đầu tư cho mình một bình CO2 để có thể chơi lâu dài hơn và có một cái hồ thật là đẹp. Và sau khi anh em chọn mua được hồ, đèn thủy sinh, lọc, phân nền và bình CO2 thì cuối cùng là phần chọn mua những cái phụ kiện để làm mát cho hồ thủy sinh. Thì công dụng của nó là giúp cho cây cối phát triển xanh mướt hơn. Vì đa số những loại cây thủy sinh thường ưa thích mát mẻ. Đối với những anh em có điều kiện thì mình nên đầu tư cho mình một cái chiêu lo làm lạnh nước, hoặc là có thể kết hợp với máy lạnh, máy điều hòa. Mình vừa mát được cho hồ và có thể mát được cho cả gia đình. Còn đối với những anh em muốn mua những cái thiết bị phụ kiện hợp túi tiền thì ở đây mình có một cái lò quạt là do mình làm và bán với giá khá là rẻ, nên công dụng nó cũng tương tự như là máy chiêu lơ hoặc là máy lạnh. Anh em nên đầu tư cho mình một cái để có thể làm mát cho hồ thủy sinh, giúp cây cối nó phát triển tốt hơn và xanh mướt hơn. Và sau đây mình sẽ tóm tắt lại cái nội dung video ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh em cần phải chuẩn bị cho mình một cái hồ kiến để có thể chơi được các bố cọc thủy sinh. Và thứ hai là đèn. Đèn có công dụng là giúp cho cây quang hợp tốt hơn, phát triển tốt hơn. Và thứ ba là phân nền thủy sinh. Thì phân nền đóng vai trò cung cấp dưỡng chất cho cây thủy sinh trong hồ, quản lý môi trường nước cho cá, tép và cây thủy sinh. Và thứ tư là lọc. Lọc đóng vai trò giúp cho nước trong hồ sạch sẽ hơn, hút cặn bụi và tạo thêm vi sinh cho hồ ổn định. Và thứ năm là bình CO2. Thì bình CO2 đóng vai trò cung cấp CO2 lượng carbon dồi dào cho hồ thủy sinh. Và cuối cùng là các thiết bị làm mát cho hồ thủy sinh, giúp cho cây cối có thể xanh mướt hơn, phát triển tốt hơn. Và cái phần về phần bố cục thì mình sẽ không nói đến trong cái video này, tại vì anh em có thể sáng tạo và làm theo cái ý tưởng của mình, nên mình sẽ không nói đến trong cái video này. Và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Xin cảm ơn anh em.